Hello, xin chào các bạn đã trở lại kênh của mình. Và hôm nay thì chúng ta có một cái số podcast số 2 và có hai khách mời. Và hai khách mời hôm nay cũng rất là đặc biệt với một cái chủ đề khá là mới. Nhưng mà trước tiên thì mình phải xử lý cái quả đầu này đã. Cùng xem nhá. Ok, và vừa rồi thì rất là cảm ơn hai bạn đã cho mình một kiểu tóc rất là đẹp. Bây giờ thì hôm nay chúng ta có một số podcast, đó là anh trao đổi với những anh em đam mê về tóc tai, về pomade, về sáp, để mọi người có thể chia sẻ dành cho những anh em nào đang quan tâm về nước hoa hoặc cả quan tâm về cái tóc tai, về cái những cái sản phẩm làm đẹp cho giới đàn ông anh em mình. Thì chúng ta đang có hai người bạn đây đến từ kênh TikTok Anh Em Tóc Tai. Hai bạn có thể giới thiệu qua về các bạn không? Chào mọi người, mình là Trường ở kênh TikTok Anh Em Tóc Tai. Còn đây là bạn Tân ở bên cố vấn tóc tai. Rất vui gặp mọi người. Đó. Và hai bạn này có một kênh TikTok thì các bạn mình sẽ để link ở phía dưới để các bạn có thể theo dõi thêm. Mình thấy là chắc là ngoài nước hoa ra thì cái khoản đầu tóc cũng là một cái rất là quan trọng đối với những anh em nào muốn làm đẹp, muốn gây ấn tượng với các chị em. Thì như cái số podcast lần trước thì mình sẽ có một vài câu hỏi anh em trò chuyện với nhau. Thì không biết là các bạn kiểu thành lập cái kênh TikTok đấy rất là lâu chưa? Kênh của mình cũng thành lập được khoảng nửa năm. Kênh của bản thân cũng tầm đấy, mình nghĩa là đấy. Bọn mình đã làm TikTok cùng một lúc. Nghĩa là rất là tình cờ thôi, kiểu hai anh em rủ nhau là TikTok không anh? Thì cả hai ok. Làm chia sẻ thôi. Còn nói thật nhá, mình thì mình cũng không gọi là một người quá là chơi về khoản đầu tóc. Mình chỉ đơn giản là gọn gàng thôi. Còn những anh em chơi lâu thì không biết là các bạn đã kiểu có những cái trải nghiệm về đầu tóc tai, về sáp sủng đã lâu chưa? Mình cũng phải tầm 4 năm rồi. Bản thân cũng phải tầm đấy, đúng không? 4 năm rất là lâu. Thế là cũng được trải nghiệm qua khá là nhiều, từ sáp cho đến bố mết. Nên là mình cũng muốn hỏi một chút để cho những anh em có thể thêm kênh của mình. Có nhiều anh em chỉ đơn giản là muốn một cái lọ. Thế là bản chất bọn mình nhìn ấy thì không hiểu rõ về cái bố mết và cái sáp. Thế là bọn mình muốn kiểu ở đây anh em có thể chia sẻ một chút về ở trong những cái sản phẩm gọi là vuốt tóc cho anh em thì có những cái dòng như thế nào. Nhưng ở nước ngoài có designer hoặc có nip thì ở đây thì chúng ta có những cái sản phẩm kiểu như nào? Sáp thì người ta cũng có phân biệt kiểu đấy, cũng kiểu là tự nấu thủ công hoặc là có bên sản xuất ở trong nhà máy. Thì nó cũng có hai dòng đấy, nhưng mà bên trong phòng sáp thì nó lại phân biệt thành rất nhiều hệ sáp khác nhau và khác nhau, nhưng mà cũng có như bên nước hoa cũng có bên thủ công và bên sản xuất trong nhà máy. Thế cái kiểu ví dụ nhá, mình cũng hỏi là cái về cái pomade thì theo như mình nhìn, mình hiểu qua, mình cũng tìm hiểu qua vài cái nhóm về tóc tai thì mình biết được pomade là thường là những cái sản phẩm khá là bóng, đúng không? Nó có một cái độ bóng cao. Bóng. Còn cái về sáp thì nó thường là nó sẽ khô hơn và nó đấy là cảm nhận của mình. Đấy, nó khô hơn và nó sẽ kiểu giữ nét tốt hơn. Thì nếu như mà về sáp thì mọi người sẽ kiểu dành cho những cái phân khúc như thế nào? Sáp thì mình sẽ dành cho những cái bạn mà kiểu thích sự tự nhiên và khi dùng sẽ dùng kiểu là vuốt và rủ tay. Còn pomade sẽ dành cho những bạn thích cái sự bóng bẩy, lịch sự, và pomade sẽ phải dùng lược để chải. Nếu mà dùng cái pomade mà rủ tay thì trông nó sẽ bị bết hơn rất nhiều. Đấy. Nhiều đồ nghề hơn, nhiều đồ nghề hơn. Anh em kiểu chơi sâu hơn. Nhưng mà mình thấy rằng là về pomade thì mọi người sẽ có một cái độ tuổi nó trưởng thành hơn, cái phong cách nó trưởng thành hơn, đúng không? Đúng, ví dụ như là mình trước cũng có một số bạn khách của bên mình quen với bạn là học sinh. Một số bạn bạn ý vẫn đi học nhưng bạn ấy kiểu trải chuốt, thật sự nhìn không hợp lắm. Đấy, nên là nếu ví dụ như tầm trên 18 mình nghĩ dù trải thì nó sẽ hợp hơn. Còn nếu bạn mấy bạn ấy dưới 18 mà dùng thì phải dùng những con mà nó ít bóng, nó tự nhiên một chút. Và nếu mà trên cái lúc mà ra đi học xài con pomade bóng quá thì cũng dễ gây sự chú ý. Ok. Thì nhân tiện chia sẻ về những cái chuyện về tóc tai thì hôm nay mọi người vuốt cho mình một cái kiểu chắc là nó sẽ phù hợp, tại vì hôm nay mình mặc sơ mi nên các bạn lựa chọn cho mình một cái kiểu nó vuốt rất là đơn giản. Thế là mình cũng muốn mọi người thử cảm nhận xem
đây, đây hôm nay là mặc sơ mi quần Âu nhá. Thì mà mình muốn mọi người thử xem là cái mùi hương này liệu nó có phù hợp với cái phong cách và cái kiểu tóc như thế này không. Đấy, đây là một mùi khá nổi tiếng của nhà Hermes. Đây, các bạn ngửi và chia sẻ xem. Nó, thế là mùi hương này nó hướng tới sự nam tính, cái sự gai góc. Đây là nó hơi chững chạc nữa. Cái này mình nghĩ là sẽ hợp mình. Cái như mình thấy là mùi này hợp mình... cho anh em chưa bây giờ. Bây giờ anh em chia này. Hợp cho anh em chưa cô mây hay là chia sẵn. Mình thấy mùi này mình thấy hợp cả hai hệ đều, cái mùi này rất là dễ dùng. Mình thấy là hợp cả hai hệ, cả chơi sát tự nhiên kiểu chảy vẫn bóng bẩy. Mình thấy cảm nhận của mình là mình thấy hợp, vậy thấy nó vẫn trẻ và nó cũng không, thật ra nó hợp lắm, nó hợp cả hai hệ luôn, không bị kiểu cố định cho một hệ nào đâu. Cảm nhận của bác như nào? Thực ra thì đối với một người gọi là dùng nước hoa gọi là theo dịp như mình thì mình thấy cá nhân mình thấy nó sẽ hợp với cả hai hệ luôn. Tuy nhiên thì cái mùi này nó khá là nam tính. Khá nam tính. Thì nếu là mình thì mình sẽ sử dụng pomade. À ok, mình sẽ thêm cái pomade thôi. Đấy, bây giờ tôi thứ tôi không tìm hiểu rõ nên là tôi bây giờ quan trọng là mùi hương của tôi sẽ phù hợp với pomade hay là về sáp. Thì với đây chúng ta có hai cái lựa chọn, một người thì lựa chọn cả hai, còn một người thì lựa chọn là pomade, nên là ok nhá. Chúng ta có một cái mùi hương thứ hai, cái mùi hương này nó hướng tới một cái sự những người đàn ông rất là trưởng thành, nên là chắc là nó sẽ mặc vest xong rồi trải pomade kiểu như vậy đó. Thì các bạn đã gặp những cái kiểu khi mà anh em tư vấn cho những anh em nào mới về sản phẩm sáp và sản phẩm pomade, về anh em tóc tai ấy, thì anh em đã gặp những cái trường hợp kiểu là đòi hỏi những cái có mùi chưa? Có, mình gặp rất nhiều khách và khách muốn là mùi nó phải thật tỏa, như là thật là thơm cũng phải thật tỏa đó. Mình đã từng gặp những trường hợp đấy, và có nhiều khách người ta thích những mùi cũng phải giống mùi nước hoa, là những mùi kiểu cơ bản kiểu hoa đơn giản thôi thì người ta lại không thích. Người ta thích những mùi cũng phải cầu kỳ một chút, cầu kỳ một chút giống như kiểu nước hoa này vậy. À, sáp cũng có khách như thế, cũng yêu cầu rất là cao. Em một cái mùi nó phải sang, nó phải thơm, phải tỏa, phải bám lâu, cũng có. Thế là cũng có khá nhiều anh em chơi cái hệ tóc tai này cũng có những cái yêu cầu gọi là hơi khó. Đối với tại vì nước hoa này nó cũng có rất là nhiều người. Có một cái chuyện là anh em đã nghe những cái từ như kiểu mùi nhẹ nhàng nhưng mà lại lưu tốt, tỏa tốt chứ. Nó chắc là nó cũng sẽ kiểu anh ấy, chắc là anh tư vấn cho em một cái mùi pomade mà một cái loại sáp pomade nhiều mùi nhưng mà lại không bóng. Đấy. Chắc là kiểu như vậy đúng không? Đúng rồi. Khó. Chúng ta sẽ có một cái câu hỏi như vậy, vì thực ra thì ở đây mình cũng muốn hỏi hai bạn là hai bạn. Ok, anh em có thể hai bạn làm về mặt tóc tai chắc là bạn cũng đầu tóc rất chỉn chu, nhờ mọi người sẽ dùng nước hoa như nào? Mình thì dùng nước hoa cũng theo dịp thôi. Mình dùng nước hoa theo dịp. Mùa hè mình sẽ dùng một chai mát mát, mùa đông thì mình sẽ dùng một chai ấm ấm. Điển hình có hai cái tên đi, ở nhà chắc phải có vài chai đúng không? Mùa đông thì mình hay xài La Bom Santa Barbara, còn mùa hè thì mình hay xài mấy chai cân bản thôi, Leo Creed hoặc là Neroli. Neroli đấy, mấy chai kiểu mát mát ngọt ngọt. Thế bây giờ mình lại có một cái mùi mùa hè dành cho để xem mà mọi người xem cảm nhận như thế nào nhá. Thế ra thì tại vì kênh của mình ấy, thì hướng tới cái sản phẩm rất là ngon bổ rẻ cho anh em. Thứ hai là làm sao để có thể không đụng hàng. Đấy, nên mọi người muốn mọi người ngửi thử cái mùi hương này. Đây là một cái mùi mùa hè. Sắp tới mình sẽ review cho kênh của mình. Mình muốn xin cảm nhận của hai bạn trước. Mùi này kiểu có tôm cam citrus hay sao ấy, mình cảm nhận được nó thế. Nó là petit grain. Nó là một cái nốt hương, thực ra nó hơi thảo mộc một tí, hơi kiểu là cam tinh dầu một tí. Có cam, có tôm cam. Đúng rồi, có tôm cam quýt ở trong đấy.
mình thì kiểu không chuyên sâu nước hoa nên mình chỉ mình cứ cảm nhận như thế nào thì mình chia sẻ như vậy, thì đấy nó mới thực tế nhất, nó mới khách quan nhất. Đấy, nói chung có tông cam quýt, có một tí citrus đấy để cảm nhận của mình khá nhẹ nhàng, khá là dễ dùng. Nếu mà chấm điểm con này mùa hè thì mọi người trên thang điểm 10 mọi người chấm một tầm bao điểm? Đấy, cho 7.5. Cá nhân mình thì mình khá là thích cái mùi này nên mình sẽ cho 9. Bây giờ trả giá nhá. Mọi người sẽ trả con này tầm bao tiền? Đây chúng ta đây cầm thiết kế. Và thiết kế này thì ngoài cái vấn đề là xịn hoa anh em có thể tự vệ được, tại vì nó khá nặng. Ném ném là nó khá ok của một nhà đăng hưu. Thiết kế thì khá là nặng tính. Xe này mình chưa thấy bao giờ. Đấy. Cái xe này thì cũng rất là trên thị trường Việt Nam thì không nhiều, ở Việt Nam người ta quen với giò riêng các thứ nhiều. Nhưng mà đây là một mùi khá hay trong mùa hè. Là bao nhiêu ml bạn nhỉ? 100. 100. Anh em đã trả được bao tiền, bây giờ anh em nó chơi mà trả giá. Đây là thật sự không biết, chưa bao giờ nghe xe này luôn đấy. Trả vì mùi thôi. Đơn giản như kiểu là mình nhìn thấy một cái bô mây chẳng hạn, mình nhìn lọ đấy mình sẽ trả giá. Trong xe này trông cũng xịn, nặng. Cái này chắc mình đoán là không phải tầm 7-8 triệu. Này có hơn triệu thôi. Ok nhá. Đấy. Trả ông trả 5 triệu để bán luôn. Không biết này luôn kiểu. Thì lúc nãy Kiên có nói là ngô rẻ rồi. Ngô rẻ rồi đấy. Mình phải để ý cái đấy. Ngay từ đầu rồi. Không thể nào là 7-8 triệu được. Nhưng mà lúc nãy em cũng nghĩ là cái này chỉ khoảng 2-3 triệu. Ba triệu được bán luôn. Không nghĩ nó là gì, hơn 1 triệu. Nhưng mà kiểu trông nó cũng nặng, trông nó sang, trông nó lại ấy. Mà kiểu như mình nghĩ là cái công order, công từ nước ngoài về nó cũng nặng này, chắc cũng phải có tí đội phí lên gì đó. Đấy là những anh em kiểu không chuyên sâu ấy. Như kiểu mình thì sang kiểu mặc tóc tai, mặc sáp xong các thứ. Bảo mình trả giá kiểu gì mình cũng hớ. Kể cả đã nói đến mấy thì kiểu gì mình cũng hớ, mình không nắm được. Thì anh em ở đây kiểu collab để chia sẻ với nhau về vấn đề đấy. Thì bây giờ có một câu chuyện nữa là mọi người làm về tóc tai thì mọi người có thay đổi kiểu tóc nhiều không? Có, mọi như là bạn Tân đây trong suốt đợt ra rồi bạn xem TikTok bài cũng đổi, bài cũng cắt ngắn sang dài, cắt từ dài này ra. Thì bây giờ mình cũng chúng thấy. Ta toàn anh em trẻ ở đây thì chúng ta thường các chị em sẽ ấn tượng với những cái kiểu như thế nào? Như mình thấy là trong tầm tuổi mình thì các chị em thích các kiểu tóc càng gọn gàng càng tốt. Đấy, càng gọn gàng càng tốt. Thế là trong những người bạn mình quen thì đa số chị em thích những kiểu tóc gọn gàng về xưa thôi, không thích mấy kiểu tóc quá dài. Và càng gọn gàng càng tốt. Và một câu hỏi nữa là chị em thì thích cái kiểu sử dụng về cái sáp hay là cái pomade nhiều hơn? Cái này với người bây giờ mặt như nhau nhá, bây giờ mặt như nhau, tóc như nhau, thì bây giờ thường thì mọi người các chị em có bị mình thì mình cá nhân mình nhìn những anh em mà sử dụng pomade thì cảm giác là nó hơi khó gần đi. Đấy là cảm nhận của mình. Thế bây giờ cảm nhận của một người có vợ ấy. Ok, với quan điểm của người có vợ như mình thì mình nghĩ là các chị em sẽ thích xác hơn. À đã, tại vì thứ nhất pomade nó có cái đặc điểm là nghĩa là pomade có dầu thì nghĩa là sau khi gội đầu thì nó sẽ vẫn lưu lại một cái lớp dầu thừa trên tóc, hay là gọi là build up ấy. Thì khi mà đi ngủ ấy thì vợ ở ngay bên cạnh đúng không? Ừ. Thế ngủ nhiều suốt ngày khá là khó chịu về cái build up đấy. À. Tại vì nó vẫn còn một chút gì đấy mùi hương với cả nó khá là bết và nó sẽ dính vào cái gối ấy. Nên là vợ khá là khó chịu cái điều đấy. Cho nên mình chắc chắn là các chị em sẽ thích anh em nào dùng sáp hơn. Dùng sáp mà lại sáp cảm giác nó trẻ trung hơn, nó cũng thoải mái hơn. Đúng không? Thì ở đây mình có một cái mùi rất là hot. Chắc là mọi người nghe qua đó là Jack Lock của Manzo Manzilla Replica. Cái mùi này thì chắc là mọi người đây là mùi gọi là dành cho thế nào? Mình xem review nhiều người ta gọi là bad boy. Thì mình nghĩ là cái kiểu này thì anh em có thấy là xem nó phù hợp với cái kiểu tóc gì? Nếu mà dành cho bad boy thường bây giờ các bạn ấy hay để mấy kiểu hai mái hoặc là mấy kiểu mullet tóc dài dài để gáy này, nếu trông nó mà mặc áo da trông nó sẽ rất là ngầu và rất là
bé, rất là hư học tí. Đấy. Em thì lại nghĩ đến cái kiểu slickback. Slickback à? Kiểu gì gì. Chuẩn. Chuẩn à? Chuẩn. Em nghĩ là slickback. Slickback. Em mùa này có ấn tượng không? Đây là cảm nhận của anh em nhé. Đây ra thì cũng chắc là cũng sẽ có người thử, có người chưa thử mùa này. Nhưng mà ra cái lắp này là một cái mùi gọi là ôi rồi cháy hàng chứ mọi mặt trận và lúc nào cũng rất là hot. Thì mình muốn hỏi cảm nhận cá nhân của mọi người thích cái mùi này ạ? Với mình thì mình đã sử dụng qua cái này. Thì cá nhân mình không thích lắm. À, mình không thích lắm. Cái feedback của những người xung quanh thì như nào? Vợ mình khen thơm. À, thế là được. Vợ khen thơm là được. Vợ khen thơm là được. Khen thơm là được. Thế mình thì mình không theo cái trường phái bad boy nên mình sẽ thích cái mùi nó an toàn, nó nhẹ nhàng hơn. Good boy. Good boy, good boy và food boy đúng không? Đấy, còn mùi của này nó không phải style của mình. À, ok. Bây giờ xem còn bây giờ có một câu chuyện đó là anh em làm về tóc thì ngoài cái về vấn đề sáp ra, về cái vấn đề là để kiểu tóc ra thì mọi người có hay đến trải nghiệm ở những cái cửa hàng cắt tóc không? Bọn mình cũng đổi, cũng hay đi kẻ tham gia tiết từ xưa. Quay kiểu như vậy đúng không? Thì mình thì không đến những cái cửa hàng quá là xịn sò, nhưng mà mình thấy là ở mỗi một cửa hàng cắt tóc nó đều có những cái mùi rất là riêng. Mùi của những cái hóa chất, của những cái gọi là những cái đồ như kiểu gôm những thứ ấy. Thì thường các bạn sẽ thấy là nó có mùi gì không? Ở trong chơi sáp, chơi pomade cũng có một cái mùi gọi là cái mùi barbershop. Đấy. Cái mùi kiểu đấy là cái mùi kiểu phấn rôm, mùi phấn rôm, mùi kem cạo râu hay sao ấy. Đấy, nó gọi là mùi barbershop. Mình không biết mô tả nó kỹ chính xác như nào nhưng mà cũng có trong sáp cũng có một cái mùi đấy, mùi barbershop. Ở trong nước hoa ấy thì cái nhà Manzo Margiela Arabica này nó có một mùi đó là Usher Barbershop. Và cái hiệu ứng barbershop thì theo như mình tìm hiểu nó là từ nốt hương lavender. Nó tạo nên cái hiệu ứng hơi kiểu gọi là barber một tí. Nó và những cái mùi hương kiểu có lavender thường là nó sẽ có cái xu hướng nó hơi già một tí và nó có cái xu hướng hơi sloppy, hơi kiểu như vậy. Ở đây mình có hai cái mùi hương, nó có cái trong mùi lavender làm chủ đạo. Nên mình cũng muốn xin mọi người cảm nhận như là sẽ có, tại vì mình không có Usher Barbershop ở đây nên mình không cho mọi người ngửi được, thì muốn xin cảm nhận đây là hai mùi có cái xu hướng làm lavender kiểu như vậy. Đó là mùi của nhà DNG Incenso và một mùi của nhà History de Parfum 1725. Hai con này thì cũng mới xuất hiện ở trên kênh của mình có một vài video thôi. Thì sẽ có cái mùi nào nó có thiên hướng gọi là gần gũi với barbershop nhá. Anh nghĩ là mùi này. Em lại nghĩ mùi đầu tiên. Tại vì nó có cái gì đấy giống mùi phấn rôm. Anh thích mùi này hơn, mùi này kiểu... Anh thích mùi này hơn. Mùi này. Này, anh chọn mùi này. Em chọn mùi đầu tiên. Chọn mùi đầu tiên, cũng là mùi. Cũng là mùi. Ok. Nếu mà hai mùi hương này thì mọi người sẽ nghĩ đến cái phong cách như thế nào? Hai mùi mọi người thích. Nó có hiện đại hay là nó cổ điển? Mình thấy mùi này sẽ cổ điển này, mình cảm thấy mùi này nó cổ điển hơn. Mấy trông già hơn, dạ trông người trông già hơn, anh cảm giác thế. Già hơn là cổ điển hơn rồi. Cổ điển hơn đấy, người này. Anh trong người này. Em thì thấy kiểu dùng được cho cả hai hệ. Anh cảm giác người này già hơn, người này nó tươi hơn. Anh thích người này hơn. Em thì thấy dùng được cả hai hệ. Đấy. Khá là dễ dùng. Ok. Đấy, cái mức của cảm giác mùi hương. Đấy, mùi hương nó cũng khá là khác nhau. Mùi hương nó khó hơn về cái vấn đề ví dụ như anh em tóc tai chẳng hạn nhá. Thì mình thì hay nói chuyện với mấy anh em tóc là tóc các ông còn nhìn được. Đấy, ít nhất là người khác nhìn được về tóc hoặc là ông soi gương có thể nhìn tóc, mà về mùi ấy, về mùi nó là một cái hơi trừu tượng. Mà thường thì những người nào mà trải nghiệm nhiều thì người ta mới có một cái kho mùi. Về cái ở đây mình cũng muốn chia sẻ kiểu là cái không phải là ai có người ngửi theo một kiểu, có người kia ngửi theo một kiểu. Thực chất là do cái việc là mình ngửi hàng ngày, có những người ngửi nhiều, có những người ngửi ít. Thì cái khi mà ngửi nó lưu vào trong não và khi mà mình gặp những cái mùi nào nó giống đấy thì nó tuy nhiên nó gợi nhớ lại như thế. Đấy, thì rất là vui vì các bạn hôm nay các bạn đến đây, các bạn giúp mình có một cái kiểu tóc nó ok, quay video và mọi người cũng có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn về những cái tip, về những cái về
kiến thức một tí về từ nước hoa cho đến về sáp, về pomade. Thì nếu như các bạn thấy kênh của mình hay và những cái nội dung video như thế này tiếp tục được, muốn được phát triển, muốn được lên sóng, hay các bạn đang quan tâm về tóc tai thì các bạn có thể follow kênh TikTok của anh em tóc tai đây, và đừng quên cho mình một like, share và nhớ chia sẻ video này nếu như thấy nó bổ ích nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chào mọi người. Bye bye mọi người.